Kính chào quý khách hàng, và bây giờ thì em sẽ thử chất lượng tiếng của RCF-NX910A. Cấu hình em sử dụng qua bộ dàn em sẽ sử dụng là Mixer Midas MR12. Cross sound em đang sử dụng là DBA-360A của Marani. Cấu hình này là do em setup nó sẵn ở đây rồi, thành ra em cắm dây vô thôi. Trong cái cấu hình này mình sẽ không sử dụng sub ha mọi người ha. Bởi vì khi test bất kỳ một cái con loa full nào bên em đều không sử dụng sub. Micro em đang sử dụng là Sennheiser EW100G4 đầu 945. Micro Shure mọi người nghe được tiếng em đang thu là MV88 cộng ha mọi người ha. Tiếng em nói bên ngoài như thế nào thì mọi người nghe rõ rồi đúng không? Micro Shure MV88 cộng. Thành ra một số khách hàng xem video test của bên em thì hay thắc mắc là sao thu rõ sạch trong đúng không mọi người? Đó, 8 triệu rưỡi một cái nha mọi người ha. Rồi, bây giờ thì em sẽ cho một cái bài đầu tiên sẽ là một cái bài hòa tấu bolero nhạc vô. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua một cái bài cho nó đùng đùng tí xíu để xem coi con này nó đánh bass như thế nào. Vừa rồi mọi người nghe tiếng guitar nghe rất là đã đúng không? Đó, nghe trép đeo tai nghe vô mới thấy phơi ha mọi người ha. Bây giờ thì mình sẽ qua một cái bài đùng đùng nha mọi người. Nhạc vô. Nghe dữ không mọi người? Dữ không? Dữ đúng không mọi người? Quá dữ luôn đúng không? Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua một cái bài của Phương Phương Thảo nha mọi người. Để xem coi lời ca nó như thế nào nha. Nhạc vô. Chiều nay anh về phố nhỏ hẹn tôi đón anh. Anh viết trong thư chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Tôi đến sân ga trời chiều lộng gió, hôn nút đường tàu lất phất mưa. Nghe thấy ok mọi người? Ok không? Thì cá nhân em đánh giá cái con này tuy là nó bass chỉ có 25 thôi nhưng mà nó miệng nó to lắm, đặc biệt là cái treble của con này rất là mịn, tiếng nó rất là đã. Mọi người để ý những cái con mà crossover của nó cái giá trị nó cao cao tầm khoảng từ ký 6 ký 7 trở lên thì cái phần treble lời ca của mình trên tiếng treble nó nhuyễn, nó đã lắm. Còn nếu mà những cái dòng mà khoảng từ ký 3 ký 4 thậm chí trở tụt trở xuống khoảng ký hoặc 800 á thì cái lời ca nó hơi bị chóe chóe và nó rất là mạnh và rất là lớn, thì đối với dòng này thì em thấy tiếng rất là ok, mắc tiền mà không ok nữa thua hay mọi người ha. Rồi bây giờ như thói quen thường lệ hôm nay lại tiếp tục một cái bài karaoke, bài này khó ca nha mọi người bởi vì nó nhả chữ, tốc độ nhả chữ rất là chậm. Mục đích em chọn cái bài này là để cho mọi người nghe rõ từng lời ca tiếng hát của cái con này nó tái tạo ra, xem coi nó đã như thế nào, nó phê như thế nào nha mọi người ha. Em phải thử cái phát trước cho mọi người nghe ha mọi người ha. Đầu tiên sẽ thả cái reverb nè. 6 7 8 9 1 2 reverb ha. Cho tí echo vô. 6 7 8 9 1 2. Bài này sẽ có cái tempo cho cái phần echo sẽ là 371 mili giây nha mọi người nha. Thư từ thành đô em gửi đi,
qua miền rừng cao nguyên về anh. Cao nguyên có còn lạnh vào hồn, thông reo có còn nhà nhạc buồn, bên rừng bên suối bên hồ. Đô thành còn vui như ngày xưa, lâu rồi mà anh chưa về thăm. Cô em gái nhỏ của ngày nào, năm nay sắp sửa để vào đời, bây giờ đang tập làm thơ. Ngày xưa mà em còn nhớ, gần anh có hỏi em rằng, chừng nào em lớn như anh, đường tình anh sẽ thương ai. Bây giờ thì em cao bằng anh, thương thời chẳng thương ai ngoài anh. Thương anh muốn được làm người tình cho em hết, còn bốn một mình như lần em đợi người thương. Thấy ok không mọi người? Thấy ok không? Thấy thích thì cho em một cái like ha. Thì vừa rồi em đã test thử các kiểu thể loại cho mọi người cùng nghe. Thì cá nhân em thấy con này đánh OCK quá hay luôn. Quá mắc mà nó không OCK chắc bị chúng quên chết rồi mọi người ha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này. Thấy thích thì cho em một cái like. Đừng có chê em hát dở nha mọi người. Bởi vì phải hát để có cái cho mọi người nghe là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mọi người nghe từng lời ca, từng tiếng để nó nghe rõ nó như thế nào. Và nghe cái effect của cái con Midas MR12 cũng như tổng quan nguyên cái bộ dàn bass như nào, treble như nào, effect như nào, độ rõ như nào. Vậy là lấy tiền ha mọi người ha. Còn ca hay thì để cho ca sĩ hát ha. Còn em là cùi bắp, em là ca lẻ thì hát cho vui là được rồi ha. Rồi, cảm ơn mọi người.